Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn rất là ngon làm từ thịt ức gà và cornflakes. Và mình sẽ sử dụng cái lò chiên không dầu để làm món gà này. Mời các bạn hãy cùng vào bếp với mình nhé. Và đây là những nguyên liệu mình sẽ sử dụng để làm món ức gà với cornflakes ngày hôm nay. Trước tiên ở đây mình có là 2 cái ức gà. Tiếp theo đó thì mình sẽ cần có là 2 quả trứng gà, bột chiên giòn hiệu Gogi của Thái Lan. Và nguyên liệu chính không thể thiếu đó là cornflakes và cái gia vị muối tiêu. Hai cái ức gà mình đã rửa sạch và lau khô, cho hết nước thì mình sẽ bắt đầu thái từng miếng mỏng mỏng cho nó vừa ăn. Sau khi mà mình xắt hết những miếng thịt gà và từng miếng vừa ăn thì mình sẽ chải đều những miếng thịt gà này ra và mình sẽ bắt đầu rắc muối tiêu lên trên mặt. Mình thường thì sử dụng cái hiệu muối tiêu này, nếu các bạn không có thì có thể sử dụng mình làm muối tiêu theo kiểu Việt Nam mình cũng được. Mình chỉ rắc nhẹ nhẹ lên thôi chứ không có cần quá nhiều muối và tiêu. Như vậy là mình đã xong cái phần ướp thịt gà rồi, thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị tới nguyên liệu kế tiếp. Trứng thì mình sẽ đập và cho vào cái tô. Sau đó thì mình sẽ cho khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn vào chung với hai cái trứng này. Mình sẽ dùng cái nĩa. Mình khuấy đều lên cho cái trứng này nó được hòa quyện với phần dầu ăn. Như vậy là mình đã xong cái phần trứng rồi. Thì cái phần kế tiếp là cái cornflakes. Cornflakes thì mình sẽ cho vào tô. Và mình sẽ bắt dùng tay mình sẽ bóp nhuyễn cái phần cornflakes này. Cornflakes là một trong những loại cereal mà người Mỹ thường hay ăn, và nó cái gia vị của nó thì nó không có ngọt quá, khi ăn nó có cái độ giòn rất là ngon. Như vậy là các phần nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị xong. Thì mình sẽ xem lại là mình có thịt gà mình đã xắt thái mỏng vừa ăn, đã nêm nếm. Và đây là bột chiên giòn, bột khô chiên giòn. Kế tiếp đó là mình sẽ có trứng nè, rồi bột cornflakes. Bây giờ mình sẽ làm, mình cho nhúng cái phần thịt gà vào bột khô chiên giòn, sau đó sẽ nhúng qua phần trứng, rồi sẽ cho vào cái bột cornflakes. Mình chở hai mặt cho nó dính cái cornflakes vào. Mình dùng tay để mình nén cho cái thịt gà được dính cái phần cornflakes càng nhiều càng tốt, ăn nó sẽ giòn. Và cứ thế thì mình sẽ tiếp tục làm hết
với cái phần thịt gà còn lại. Và rồi thì mình sẽ cho vào cái lò chiên không dầu và mình chuẩn bị đem chiên. Mình sẽ xếp vài miếng thịt gà đã được tẩm với bột, trứng và cornflakes cho vào cái lò chiên không dầu, và mình sẽ không có bỏ quá nhiều một lần. Và sau đó thì mình sẽ cho vào lò chiên không dầu và mình sẽ chiên ở nhiệt độ là 176 độ C trong vòng 8 phút. Và đây là kết quả của mình sau khi mình chiên 8 phút trong lò chiên không dầu. Thịt gà đã chín nhưng mà nó không có bị khô và cái màu thiệt là hấp dẫn luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chiên số thịt gà còn lại và mình cũng chiên 8 phút ở nhiệt độ là 176 độ C. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn là cái cách ăn với cái thịt gà chiên kiểu với cornflakes. Thì mình trước nhất là ăn theo kiểu châu Á thì mình sẽ cho ăn với cơm, và mình sẽ để cái miếng thịt gà chung với lại cơm, các loại rau luộc hoặc là xà lách mình yêu thích. Sau đó thì mình sẽ thêm cái mayonnaise hiệu này nè, rồi mình sẽ cho rưới lên trên, nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Và mình sẽ đi kèm với lại một chén nước tương và có một vài lát ớt trong đó. Cách thứ hai là mình sẽ ăn theo kiểu nước ngoài, thì mình sẽ cho cái phần thịt gà đã chiên chín cho lên dĩa và mình sẽ cho ăn kèm với lại khoai tây nghiền. Bên cạnh đó thì cái cách ăn này mình cũng có thể ăn kèm với lại salad, các loại salad mình muốn, hoặc là rau củ luộc cũng được. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món ức gà chiên với cornflakes của ngày hôm nay trong cái lò chiên không dầu. Các bạn thấy không, món ức gà thường thường chiên lên thì hay bị khô lắm, nhưng với cái cách làm của ngày hôm nay thì cái món ức gà ra rất là ngon, màu sắc hấp dẫn, không có bị khô và rất là ăn rất là cái còn độ ngọt của thịt ấy vẫn còn. Đặc biệt là miếng thịt sau khi chiên ở trong cái lò chiên không dầu á, mình mặc dù là mình không có sử dụng dầu nhiều nhưng mà cái thịt gà của mình nó rất là giòn, ăn giống như là mình ăn ở ngoài tiệm vậy đó. Món này thì rất là dễ ăn. Mình nghĩ là các em nhỏ hoặc là các bạn trẻ tuổi sẽ rất là thích cái món này. Mình ngoài hai cái cách ăn của ngày hôm nay mình chia sẻ thì mình nghĩ là các bạn có thể ăn theo cái kiểu làm sandwich á, mình kẹp ở giữa hai cái miếng bánh mì á, rồi mình thêm ở giữa các loại rau, cà chua, salad, dưa leo gì đó, mình ăn sandwich mani làm cũng rất là ngon. Hy vọng rằng sau khi xem video của mình thì các bạn hãy cùng vào bếp để làm thử món này cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Vừa không mất nhiều thời gian nhưng mà món ăn bảo đảm là sẽ ngon và sẽ ai cũng sẽ thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Bye!